Kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên dự báo sẽ còn kéo dài đến ngày mùng 4 tháng 6 rồi mới dịu dần. Còn mưa dông ở Tây Nguyên sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Vùng đất cao nguyên đang trong những ngày mưa nhiều nên không khí rất trong lành và dịu mát. Nhiệt độ cao nhất 7 ngày tới tại Gia Lai sẽ dao động ở mức 27 cho đến 32 độ. Ngày mai và thứ tư cũng như thứ năm của tuần sau thì mưa dông còn xảy ra bất chợt trong ngày, khiến cho trời càng mát hơn nữa. Trái lại với thời tiết dịu mát ở Tây Nguyên thì các điểm đến của miền Trung lại đang trải qua những ngày nắng mạnh và nóng. Cụ thể ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế sẽ đều có mức nhiệt cao 36 đến 39 độ, thậm chí có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên thì trời cũng khá nóng, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Với dự báo này, khi ghé thăm Vịnh Vĩnh Hy, vùng đất đầy nắng và gió, du khách đừng quên hãy mang theo các phụ kiện chống nắng như là mũ, này, kính râm và áo chống nắng. Dự báo từ nay đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ ở đây sẽ đều ở mức nắng nóng 35 đến 36 độ. Những ngày sau thì nhiệt độ giảm nhẹ còn 33 đến 34 độ. Tới Vịnh Vĩnh Hy thì du khách nhớ trải nghiệm tàu đáy kính, vừa thư giãn trên tàu lại vừa ngắm những dạng san hô đầy màu sắc thông qua đáy tàu là bằng kính. Còn tháng 6 về, khi những chùm hoa hoàng yến, hoa điệp vàng bắt đầu tàn, cũng là lúc hoa phượng vĩ nở rộ, rực đỏ cả một góc trời của thành phố Hồ Chí Minh. Hoa phượng từ lâu đã gắn với hình ảnh tuổi học trò đầy thân thương. Đi trong công viên Cầu Mống hay những ngôi trường trung học phổ thông trong thành phố thì quý vị đều có thể bắt gặp sắc đỏ thắm của loài hoa này. Sắc đỏ của những chùm hoa phượng vĩ càng trở nên rực rỡ hơn dưới cái nắng chói chang của trưa hè. Dự báo từ thứ nay cho đến ngày cuối tuần tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đều nắng nhiều, nhiệt độ giữa trưa thì khá nóng ở mức 34 độ. Sang tuần thì nhiệt độ giảm dần còn ở mức là 32 đến 33 độ. Về chiều tối thì khả năng sẽ có mưa dông. Với dự báo này thì buổi sáng trước 10 giờ sẽ là thời điểm thích hợp nhất cho du khách ghi lại những bức hình đẹp cùng loài hoa phượng vĩ. Ra thủ đô Hà Nội dịp này quý vị cũng dễ dàng bắt gặp những con đường trồng đầy hoa phượng đỏ. Nhưng quý vị lưu ý là nên tránh ra ngoài vào thời điểm từ 11 cho đến 15 giờ trong ngày vì lúc này thì trời nắng khá gắt. Ngày mai nhiệt độ ở đây vẫn ở ngưỡng nắng nóng gay gắt là 38 độ. Sang thứ Bảy thì nhiệt độ vẫn nóng, chỉ giảm nhẹ còn 37 độ. Đến ngày Chủ nhật và ngày thứ Hai tuần sau thì trời mới bớt nóng, nhiệt độ giảm xuống còn 35 độ. Và phải từ thứ Ba trở đi thì trời mới dịu nóng hẳn, nhiệt độ còn 33 đến 34 độ. Về đêm thì nhiệt độ dễ chịu hơn ở mức là 27 cho đến 29 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.